Nhà hàng chay Ngô Thanh Vân bán đồ ăn ít mà giá trên trời, theo phong cách Tây nhưng liệu có phù hợp người Việt? Mang cũng 98.000 một tô. Cái nước dùng của nó sẽ không có dậy vị măng lắm, mà chủ yếu là mùi thơm như ngũ vị hương. Bánh đúc bên đây thì 68.000 một chén. Cái phần bột bánh đúc dẻo, ăn béo và thơm mùi nước cốt dừa. Có người bênh vực đồ chay đúng là giá rất cao, đồ chay rẻ là hại sức khỏe, nhưng mà cái món miến đó 118.000 là mắc quá luôn. Đồ chay mà mắc quá, mình thấy nhiều comment chê giá mắc, mình cũng xin thành thật chia sẻ là mình học bếp chay và cũng đã từng ăn chay một thời gian, thì quán nào bán đồ chay mà giá rẻ là mình không dám ăn. Nhiều người cho rằng chỉ là đồ ăn chay mà giá còn cao hơn cả đồ ăn mặn, đĩa miến chỉ có mấy sợi mà tận 118.000, cho rằng có phải quán của nghệ sĩ nên giá trên trời không, hay quán ăn dành cho người giàu thích ăn chay thôi. Nhưng một số người lại tỏ ý bênh vực cho quán mì của hai vợ chồng Ngô Thanh Vân. Người xem cho rằng nếu có tìm hiểu thì những nguyên liệu nấu món chay đúng chuẩn sẽ mắc hơn món Việt. Bên cạnh đó, việc mặt bằng ngay giữa trung tâm Thảo Điền cộng với tiền nhân viên, không gian quán thì đẹp nên như vậy quá hợp lý. Nguyên liệu nấu cũng toàn được lựa chọn kỹ lưỡng. Theo nữ diễn viên thì tất cả các món ăn ở đây đều không phẩm màu, đều bằng rau củ chế biến ra.